Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào sáng nay. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua các tầng lớp phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Phong trào phụ nữ có nhiều chuyển biến, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Đặc biệt, các cấp hội đã kết nối đỡ đầu cho 600 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và triệu phần quà san sẻ yêu thương. Các cấp hội tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ đó khẳng định và nâng cao vị thế của phụ nữ của tổ chức hội. Trong khuôn khổ chương trình họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nói chuyện chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và bình đẳng giới, trình diễn áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng và chương trình bốc thăm trúng thưởng.